Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Đây là Oppo A95 mà hôm trước mình đã có video trên tay, là video đánh giá chi tiết. Và hôm nay sẽ là một cái video mình chia sẻ đến cho các bạn những cái thứ thú vị trên cái chiếc Oppo A95 này và một số những cái mẹo nhỏ để giúp cho các bạn khi mà sử dụng nó và trải nghiệm nó sẽ có cảm giác sướng hơn, sử dụng một cách thú vị hơn, đã hơn. Đấy. Và đó là những thứ gì? Thì hãy cùng mình bắt đầu vào video ngay bây giờ nhá. Và nếu như các bạn vẫn đang quan tâm đến Oppo A95 thì mức giá của nó sẽ là 6.990.000. Thế nhưng hiện nay ở Clickbuy thì nó có mức giá rất thơm đến cho các bạn. Ok, quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là một số những mẹo và cũng như là một số những ứng dụng giúp cho chúng ta sử dụng cái chiếc Oppo A95 này sướng hơn. Đầu tiên sẽ là ứng dụng Oppo của tôi. Đấy, đây sẽ là một cái ứng dụng mà có lẽ làm cho các bạn sử dụng sướng rất là nhiều. Bởi vì sao? Với ứng dụng Oppo của tôi này á thì nó sẽ mang tới cho các bạn rất nhiều những ưu đãi, rất nhiều những phần quà, và khi các bạn vào đây điểm danh hàng ngày thì các bạn sẽ nhận được thêm điểm, và từ đó thì các bạn sẽ quy đổi điểm đó ra thành những cái voucher. Và cái ứng dụng này thì nó sẽ không chỉ dành riêng cho Oppo A95 mà các bạn sử dụng những chiếc Oppo khác, những chiếc máy khác của Oppo, các bạn đều có thể sử dụng được cái ứng dụng này. Và khi vào trong đây á, thì các bạn có thể là giao lưu với cộng đồng OFAN ở trên đây này, hay là các bạn cũng có thể là mua những chiếc máy khác của Oppo với ưu đãi ngon hơn ở trong cái phần voucher này. Nói chung rằng là nó rất là hời đấy, chả nói đâu xa đâu. Hôm 12 tháng 12 mình sử dụng cái tính năng đấy là giới thiệu cái ứng dụng Oppo của tôi, My Oppo, mình đã nhận được một cái voucher 100.000 ở trên Shopee. Rất là đã. Nói chung đây là một trong những ứng dụng mà nếu như các bạn đang sử dụng máy Oppo nói chung hoặc là sử dụng Oppo A95 nói riêng nên để ý đến nó để nhận được nhiều phần quà cũng như là quy đổi được những cái voucher thật là thú vị nhá. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ có một số những cử chỉ bằng 3 ngón tay cực kỳ tiện lợi trong quá trình sử dụng mà có thể các bạn vẫn chưa biết ở trên những chiếc máy Oppo nói chung và Oppo A95 nói riêng. Khi mà các bạn đang ở trong một ứng dụng, ví dụ ở đây thì mình đang ở trong Facebook và mình sử dụng 3 ngón tay để vuốt lên, thì ngay lập tức cái ứng dụng Facebook nó sẽ thu lại và chúng ta có thể chọn thêm một cái ứng dụng nữa. Ví dụ như ở đây mình đi vào mình mở YouTube chẳng hạn, thì chúng ta có thể chuyển đổi nhanh chóng, chia nhanh chóng hai màn hình, tức là các bạn có thể sử dụng song song hai ứng dụng trên một màn hình. Và khi các bạn muốn đổi lại hai ứng dụng này thì chúng ta cũng sẽ có những thao tác rất là đơn giản thôi. Chạm vào cái thanh giữa này, sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút có hai mũi tên thì Facebook sẽ đi xuống dưới và YouTube đi lên trên. Ngoài ra nếu như các bạn muốn chia lại cái tỷ lệ thì các bạn có thể kéo lên kéo xuống rất là đơn giản. Và nếu như các bạn muốn cho nó về cái sử dụng một cửa sổ thì các bạn sẽ chỉ cần kéo lên hoặc là kéo xuống tùy theo cái ứng dụng mà các bạn muốn chạy đơn là gì. Cái tiếp theo đó chính là cái tính năng dùng 3 ngón tay kéo xuống để có thể chụp ảnh màn hình. Và với cái tính năng chụp này á, các bạn có thể chụp cuộn được luôn. Ví dụ như mình vào trong Facebook này, mình kéo bằng 3 ngón tay xuống thì nó sẽ có thêm một chiếc cuộn, các bạn bấm vào cuộn này thì nó sẽ chụp cho chúng ta một cái khoảng màn hình rất là dài, rất là dài, rất là dài, rất là dài. Khi mà các bạn đã lấy đủ cái khoảng cuộn rồi thì các bạn sẽ bấm vào xong. Và khi đó chúng ta sẽ có một cái hình chụp màn hình nó dài ra như thế này. Và muốn xem chi tiết hơn thì chỉ việc zoom lên và kéo cuộn. Rất đã đúng không? Đấy, đây là tính năng mà các bạn nên biết để sử dụng chiếc máy này một cái hiệu quả hơn. Tiếp theo đó là trong một số những trường hợp mà các bạn chụp màn hình nhưng các bạn muốn crop lại thì thường là các bạn sẽ chụp màn hình, sau đó thì bấm vào sửa edit, sau đó thì mới crop đúng không? Nhưng với cái tính năng 3 ngón tay này, thao tác 3 ngón tay này sẽ giúp cho các bạn crop cực kỳ nhanh. Nếu các bạn sẽ chạm 3 ngón tay và giữ trên màn hình thì nó sẽ ra luôn cho chúng ta một cái khung để các bạn crop sẵn. Các bạn chọn sẵn cái vị trí, ví dụ như các bạn muốn chọn cái hình và cái title này, các bạn chỉ cần chọn, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào tích là chúng ta đã có một cái hình chụp màn hình theo cái đúng cái tỷ lệ mà chúng ta đang cần. Thú ích chưa? Thứ ba, đó chính là những cái mẹo để giúp cho các bạn có thể sử dụng chiếc máy này rảnh tay hơn. Các bạn sẽ đi vào trong phần cài đặt và chọn cho mình vào cái mục công cụ tiện lợi. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái, đó chính là cử chỉ và chuyển động. Bên trên thì sẽ là một số những cái cử chỉ để chúng ta sử dụng 3 ngón tay như vừa nãy mình đã hướng dẫn nhá. Còn bên dưới thì nó sẽ là những cái chuyển động để giúp cho chiếc máy thông minh hơn. Ví dụ như các bạn tích vào phần nâng máy lên để đánh thức này, tích vào cái phần đưa máy lên tai để có thể trả lời cuộc gọi này, tích vào cái phần tự động chuyển sang loa trong khi mà nghe máy thì chúng ta sẽ cực kỳ tiện. Ví dụ như là chiếc máy chúng ta có người gọi đến đúng không ạ? Thì các bạn thay vì việc là phải kéo một cái xong mới đưa lên tai thì bây giờ khi có người gọi tới, bạn chỉ việc đưa chiếc máy lên tai là chiếc máy sẽ tự động nhận diện và nghe cuộc gọi cho các bạn. Và thứ hai đó là trong trường hợp mà các bạn đang bật loa ngoài mà các bạn muốn chuyển vào loa trong thì thông thường bạn sẽ phải bấm trên điện thoại để nó chuyển. Nhưng với tính năng này thì bạn chỉ cần
nó nói chuyện bình thường, và đến đoạn quan trọng gạch cấn đúng không, đưa lên tai cái tự động chuyển về loa trong. Đây là những cái thao tác cực kỳ tiện ích để giúp các bạn rảnh tay hơn trong quá trình sử dụng chiếc Oppo A95. Ngoài ra ở phần công cụ tiện lợi này thì nó còn một cái mục nữa, đó chính là bong bóng trợ lý. Thì ở đây các bạn có thể kích hoạt nó lên để chúng ta sẽ có thêm một cái bong bóng với nhiều tác dụng hơn. Ví dụ như bạn có thể thêm vào nó là chạm và để quay lại này, hay chạm hai lần để có thể sử dụng một số những tác vụ gần đây, hay là bạn cũng có thể là tinh chỉnh vào nó hay chạm vào menu này kia. Đó, nói chung rằng là nó sẽ có khá nhiều những cái tác dụng ở đây. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể bật nó lên, và có thể thì các bạn sẽ thấy rằng cái bong bóng này nó giống giống một cái gì đó. Rồi, ok. Nói chung đấy là một số những cái thao tác thông minh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có đây là gì? Đấy là cái game mode trên chiếc Oppo A95 này. Mặc dù nó là một chiếc máy tầm trung nhưng nó cũng sẽ được trang bị game mode để nó sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm chơi game tốt hơn. Khi mà các bạn vào game như thế này, các bạn sẽ chỉ cần kéo ở trên góc này thôi là chúng ta sẽ mở ra được cái khu vực game mode. Và trong đây thì các bạn sẽ có một số những cái tinh chỉnh, một số những thiết lập, ví dụ như là chặn thông báo để cho bất kỳ một ứng dụng nào khi mà có người nhắn tin tới cho các bạn, nó sẽ không làm phiền, nó sẽ không chèn xuống cái phần màn hình chơi game của chúng ta. Hoặc là các bạn cũng có thể mở luôn đó là từ chối mọi cuộc gọi, để khi mà các bạn đang combat không bị ảnh hưởng, không bị làm phiền, không bị gián đoạn. Tiếp tới thì chúng ta sẽ có thêm một cái mục, đấy là thiết lập thông báo. Thì ở trong đây các bạn sẽ có thể cho phép những ứng dụng nào được thông báo. Ví dụ như bạn chỉ cho phép là tin nhắn bình thường được thông báo vào, còn Messenger không được thông báo, thì các bạn hoàn toàn có thể quản lý được. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một khu vực đó là chuyển các chế độ hiệu suất. Ví dụ như khi các bạn chuyển sang chế độ cân bằng thì nó sẽ tối ưu hiệu suất cho cả game lẫn những ứng dụng đang chạy. Còn khi các bạn để vào chế độ game thủ chuyên nghiệp thì nó sẽ tối ưu hóa lại cái hiệu năng của con chip để dồn mọi sức mạnh dành cho cái tựa game mà các bạn đang chơi. Từ đó thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn, tuyệt vời hơn trong một quá trình trải nghiệm game trên chiếc Oppo A95. Ok, và trên đó là một số những cái mẹo, một số những thủ thuật và một số những ứng dụng để giúp cho các bạn khi sử dụng cái chiếc Oppo A95 này sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Còn các bạn thấy sao về những ứng dụng, những cái mẹo, những cái tiện ích mà mình đã đưa đến cho các bạn, và các bạn biết bao nhiêu cái tiện ích trong số những thứ mà mình đã đưa đến? Hãy comment để lại ý kiến của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio nếu cảm thấy nó hữu ích nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.